Và cú bóng không thành công của Sunti đi về các một cơ sở một. Thank you.
thắng lắm. Và cú bóng hay của Bất Thu từ phía trung học cơ sở Thái Đông. Tiếng bóng đã hơi đi cho trong cơ sở 87 bàn. Bóng lầu lưới đi cho trong cơ sở 8 điều. Không dùng anh đâu, ông không dùng luôn, dùng lại. Một pha bóng rất thông minh của Thanh Tấn đi cho trong cơ sở 98. Pha bóng vào lưới của Thanh Tấn đi cho cầu thủ 6. Có thể thấy một dáng dấp của cầu thủ của Tân Cần. Như vậy hay của Văn Trưởng. Tiếp tục. Số 2. Mình chưa được cao bằng. Và lưu vũ bộ không tốt của Tân Cần. Thì có một cơ sở 10 vị trí. Sẽ có thứ hai này, hai đội đang vượt đuổi tỷ số rất là hấp dẫn. Một pha bóng rất thông minh, bóng rất thông minh của số 2 điểm số 6 11-10. Và đã bóng rất mạnh, dừng bóng đã ra ngoài. Điểm số 6 12-10. Một pha dừng bóng của nước Nghĩa. Một tốt của sông Tiên. Điểm 13. Trung học cơ sở Huế. Không thấy đường rồi dám mở mắt ra. Tao thấy đường dám mắt ra. Và bóng đỡ bóng
15, 10. Tiếp tục là lỗi của Hương Lương. Thì 16, 10. Không phải lỗi nữa. Đưa đi vào trong một cơ sở 11, 16. Lần coi là rìa chính người vô. Tiếp tục là không hiểu ấy.
24-19. Phòng qua lưới rồi thì nó tung vào khung sờ 20 Bóng lao lưới, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tài trắng ra ngoài. Thì đều là con không có 6, 14, 11. Bắn đâu? Hey, hey, hey! Đó là chiều qua lưới. Đó là 12, 14. Không, chiều qua lưới. Đi 13, 14. Lỗ động lép anh ơi. Của mình. Đó.